Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 12 tháng 4 cho hay, Tổng thống Putin đã tán đồng ý kiến cho rằng Mỹ đang chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra trong một buổi họp báo sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở sân bay vũ trụ Vostochny trong vùng Amur. Theo đó, ông Putin cho biết, trên thực tế có nhiều luồng dư luận về ý đồ của Mỹ đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thế giới ngày nay phức tạp hơn so với chiến tranh lạnh. TASS cũng dẫn lời ông Putin cho rằng trong thế giới phức tạp này, một nước sẽ không thể giữ lại sự thống trị hoàn toàn của mình. Theo ông, con người đang chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống thế giới đơn cực hình thành sau sự tàn rã của Liên Xô. Cùng với Trung Quốc, nước Nga thời Putin có nhiều động thái nhằm làm xói mòn trật tự quốc tế đơn cực và hướng tới một thế giới đa cực. Trong khi đó, Ukraine cho rằng họ đã và đang thực thi các chính sách dựa trên ý nguyện của riêng họ, chứ không phải phương Tây. Còn Mỹ và các đồng minh cho đến nay vẫn khẳng định sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine vì Ukraine chưa phải là thành viên của NATO. Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, sau đó phương Tây do Mỹ đứng đầu đã đáp trả bằng số lượng lớn chưa từng thấy các lệnh trừng phạt hà khắc về kinh tế và ngoại giao áp đặt lên các tổ chức và cá nhân của Nga. Đồng thời, Mỹ và các phương Tây gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine đối đầu với quân đội Nga trên chiến trường. Thủ tướng Ba Lan mới đây đã cảnh báo rằng châu Âu sẽ chứng kiến một trận chiến xe tăng lớn nhất châu lục kể từ Thế chiến II. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Ba Lan Matas Morawiecki nhận định một trận chiến xe tăng ở Ukraine sắp xảy ra. Ông Morawiecki cũng kêu gọi các thành viên EU tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev giữa bối cảnh các chuyên gia quốc tế dự báo Nga sẽ sớm tấn công khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Theo Thủ tướng Ba Lan, trận chiến quyết định nhất sắp diễn ra, đồng thời là trận chiến xe tăng lớn nhất tại khu vực này kể từ Thế chiến II. Ông Morawiecki dự báo trận chiến giữa Nga và Ukraine ở Donbass sẽ có mức độ tương tự như trận chiến Kursk giữa Đức và Liên Xô vào tháng 7 năm 1943. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang tập trung hàng chục nghìn binh lính ở phía đông Ukraine nhằm tiến hành một cuộc tấn công mới để giải phóng hoàn toàn Donbass, theo như tuyên bố của Điện Kremlin. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần trước cũng đã nhận định sau cuộc gặp với Ngoại trưởng NATO rằng cuộc chiến ở Donbass sẽ nhắc mọi người nhớ về Thế chiến II với những chiến dịch quân sự lớn và sự tham gia của hàng nghìn xe tăng, phương tiện bọc thép, máy bay và đạn dược. Hiện nay, Cộng hòa Séc là nước duy nhất cung cấp xe tăng cho Ukraine với 5 xe tăng T-72 và 5 xe chiến đấu bộ binh BVP-1 hoặc BMP-1. Tuy nhiên, cả Anh và Đức đều từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp xe tăng cho nước này khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng việc này sẽ không phù hợp. Theo đó, Nga khẳng định sẽ không ngừng chiến dịch quân sự cho tới khi thỏa thuận cuối cùng đạt được. Ngày 12 tháng 4, Tổng thống Putin tái khẳng định rằng Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực tấn công Ukraine để bảo vệ người gốc Nga sống tại vùng Donbass. Theo Reuters đưa tin hôm nay, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tăng cường triển khai quân đội và thiết bị ở ít nhất 3 khu vực gần biên giới phía đông Ukraine. Hình ảnh vệ tinh mới nhất từ công ty Maxar của Mỹ cho thấy lực lượng Nga tập trung dọc đường cao tốc chính từ thị trấn Soloti và Valuiki thuộc tỉnh Belgorod của Nga hướng về phía biên giới Ukraine. Một đoàn xe bọc thép và xe tải cũng đã được nhìn thấy trên đường cao tốc ở một ngôi làng gần Kharkov cũng như thị trấn Kaslikva, Ukraine vào cuối tuần qua. Massa cho biết các đoàn xe này có hơn 200 phương tiện, gồm xe tăng, thiết giáp chở quân, pháo kéo và phương tiện hỗ trợ. Trong khi đó, nhiều lều trại, thiết bị quân sự và phương tiện với ký hiệu Z cũng được nhìn thấy tại một khu vực có tường rào bao phủ, bên ngoài căn cứ không quân Kherson vào ngày 7 tháng 4. Trước đó vào đầu tuần này, một đoàn xe quân sự cũng đã được nhìn thấy gần Bilokurakin ở vùng Lugan, miền đông Ukraine. Sau hơn một tháng giao tranh, Moscow đã tuyên bố kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự ở Ukraine và tập trung hướng tới giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk của Ukraine. Được biết, Nga từng nhấn mạnh mục tiêu của họ là đạt được hòa bình ở khu vực Donbass bị tàn phá do giao tranh trong nhiều năm, chứ không phải chiếm đoạt các vùng đất của Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhận định Nga chưa mở chiến dịch tại miền đông Ukraine
dù họ đang tăng cường lực lượng quanh Donbass, đặc biệt là gần thành phố Izium. Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng Nga đang trong giai đoạn củng cố và bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch mới ở Donbass. Mới đây, phát ngôn viên lực lượng hải quan Trung Quốc khẳng định quá trình hợp tác kinh tế và thương mại của Trung Quốc với Nga và Ukraine trong quý 1 vừa qua có sự tăng trưởng mạnh. Hãng tin Reuters ngày 13 tháng 4 đưa tin cho biết tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Nga và với Ukraine trong quý đầu tiên của năm 2022 cao hơn so với một năm trước đó. Theo phát ngôn viên lực lượng hải quan Trung Quốc, ông Li Kuiwen, mức tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa nước này với Nga đã tăng lên 243,03 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 38,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8% so với quý đầu tiên của năm 2021. Còn đối với Ukraine, ông Li cho hay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Bắc Kinh với Kiev cũng đã tăng lên 29,6 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 10,6% so với năm 2021. Công bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc, kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Kiev từ ngày 24 tháng 2. Không giống như đa số những quốc gia khác trên thế giới lên tiếng phản đối và chỉ trích Moscow, chính quyền Bắc Kinh đã từ chối gọi hành động của Nga là một cuộc xâm lược và nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của phương Tây đối với Nga. Nói về việc liệu cuộc xung đột Nga-Ukraine có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc với hai nước này hay không, ông Li khẳng định, quá trình hợp tác kinh tế và thương mại của Trung Quốc với các quốc gia khác, bao gồm Nga và Ukraine, vẫn đang diễn ra bình thường. Được biết, ngày 12 tháng 4, Tổ chức Thương mại Thế giới đã sửa đổi bản dự báo về mức tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay vì tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, dư luận tại Nghệ An hiện đang xôn xao khi vụ việc một chủ quán cơm ở trên đường Phan Chu Trinh, thành phố Vinh sau khi phát hiện một chiếc túi da đen mà trong đó đựng gần 1 tỷ đồng mà khách bỏ quên đã đăng tin lên mạng xã hội tìm người trả lại vào chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR của quán nhằm thu hút khách hàng. Và trước những thông tin này thì anh Trần Đình Quang là chủ quán cơm cho biết giữa anh và người khách đó không có quen biết nhau từ trước, không có mục đích tạo dựng câu chuyện để PR cho quán cơm của mình. Và theo anh Quang, vào trưa ngày 10 tháng 4, trong lúc mà nhân viên của quán dọn dẹp đã phát hiện một chiếc túi da màu đen, xác nhận chiếc túi không phải của người trong gia đình, anh Quang đã mở ra để kiểm tra thì thấy ở bên trong có gần 1 tỷ đồng. Qua những hình ảnh từ camera, anh Quang xác định số tiền này là của một nhóm khách lạ đã vào ăn cách đó ít giờ. Không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay một thông tin liên lạc nào ở bên trong chiếc túi cả, anh Quang liền đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng vị khách này có thể nhìn thấy và quay lại nhận tài sản. Và đặc biệt, được biết rằng chủ nhân của chiếc túi là anh T.A. quê ở Hà Nội, sau khi ăn cơm tại quán của gia đình anh Trần Đình Quang đã về tới tỉnh Ninh Bình. Sau đó thì anh đã quay trở lại để nhận số tiền gần 1 tỷ đồng đã bỏ quên đó. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 5 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong quá trình cho triển khai hai dự án trên núi Chín Khúc. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 7 bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3, điều 229 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bị cáo Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi bị cáo bị 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Mộng Điệp, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, 3 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, vắng mặt tại phiên xử do đang điều trị bệnh nặng, và Lê Văn Rẽ, cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, mỗi người bị phạt 3 năm tù. Bị cáo Trần Văn Hùng, cựu chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, 2 năm 6 tháng tù. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, tòa án tuyên mức án như tù như trên. Tòa cũng tuyên không xem xét trách nhiệm dân sự của các bị cáo vì hậu quả sai phạm đã được khắc phục. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung, 40 tuổi, nguyên trụ trì chùa Phước Quang ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cựu trụ trì này đã kêu gọi từ thiện, dựng chuyện bị bắt cóc, mạo nhận làm tình báo mật vụ, lừa 4 nữ doanh nhân gần 68 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Cung từng là tu sĩ pháp danh là Thích Phước Ngọc, được bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang từ năm 2008. Đến năm 2012, Cung là giám đốc trung tâm cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương.
Sau đó cùng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân và giới thiệu với các bị hại của mình là mật vụ tình báo của chính phủ, thường được cử đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm, đang làm việc tại các nước Campuchia, Mỹ, quen với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Đồng thời, cùng làm các video clip về hoạt động từ thiện của chùa và cô nhi viện để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá, tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân. Cùng nhiều lần dùng thủ đoạn như xây chùa, xây cô nhi viện, tượng Phật và thuê công nhân bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho Phật tử rằng cùng bị thiếu nợ, đưa sang Trung Quốc, không cho về Việt Nam, bị bệnh, nhằm lừa các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để cứu cùng. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cáo buộc cùng chiếm đoạt tổng số tiền trên 77,7 tỷ đồng. Sau khi bị tố giác, cùng trả lại cho hai nạn nhân hơn 10 tỷ đồng. Như vậy là tổng số tiền cùng đã chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng. Được biết, vào tháng 8 năm 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã cho cùng hoàn tục thu hồi chứng nhận tăng ni. Theo quy định, người bị truy tố ở khung hình phạt này bắt buộc phải có luật sư bào chữa, trong khi bị cáo lại không có. Hội đồng xét xử cũng mời luật sư chỉ định cho bị cáo, song cùng từ chối và cho biết tự bào chữa. Thưa quý vị, Công an huyện Cư Bang, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng: Lương Thành Trung, sinh năm 1989, Lương Khánh Toàn, sinh năm 1990 và Đinh Xuân Thành, sinh năm 1988, cùng ngụ thị trấn Cư Bang về hành vi khai thác trái phép rừng và lâm sản. Theo đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng huyện Cư Bang phát hiện tại khoảnh 1 tiểu khu 88 và khoảnh 4 tiểu khu 92 thuộc lâm phần do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh quản lý có 7 cây gỗ hương bị cưa hạ trái phép. Khối lượng gỗ thiệt hại gần 14 mét khối và 4 cây gỗ còn sống. Khối lượng gỗ thiệt hại hơn 8,5 mét khối. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cư Bang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Ngọc, sinh năm 1993 và Đinh Văn Quân, sinh năm 1996, cùng ngụ xã Krong, huyện Cư Bang về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc và Quân, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ một cưa xăng, hai xe máy độ chế dùng để cưa hạ gỗ. Mở rộng vụ án, Công an huyện Cư Bang tiếp tục khởi tố bị can đối với Trung, Toàn và Thành. Tuy nhiên, ba đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều 13 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa lớn khiến việc cất hạ cánh của nhiều máy bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. Các phi cơ phải lượn nhiều vòng, thậm chí đáp xuống sân bay khác lịch trình ban đầu. Một hành khách trên chuyến bay từ sân bay Phù Cát, Bình Định về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, máy bay phải lượn nhiều vòng trên trời, sau đó đi ngang sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không hạ cánh mà thẳng tiến đến cảng hàng không Cần Thơ. Trao đổi với báo chí, đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận tình trạng trên là do ảnh hưởng của thời tiết. Đây là trường hợp bất khả kháng vì thời tiết xấu hơn dự báo. Một tuần sau khi hai đường băng sân bay khai thác đồng bộ, việc này sẽ được khắc phục. Tình trạng trên được ghi nhận diễn ra trong vài giờ. Nhiều chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác bị chậm. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã thông báo đến hành khách. Cũng trong chiều cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông diện rộng. Mưa ban đầu xuất hiện tại thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, sau đó trải đều đến các quận trung tâm. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, theo quan sát trên radar thời tiết và mây vệ tinh, mây dông gây mưa rào kèm dông tại các khu vực kể trên. Đêm ngày 13 tháng 4, các khối mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa khắp thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 10mm, cục bộ có nơi trên 20mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đi qua địa bàn thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Mỹ và xã Phù Lưu có chiều dài khoảng 6,5 km, được thi công vào tháng 5 năm 2020. Thế nhưng, sau gần 2 năm thi công, khi dự án đã chậm tiến độ nhưng đường vẫn còn dở dang, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Đây là công việc bất đắc dĩ mà chị Lưu Thị Nga thường ngày phải làm khi sinh sống dọc tuyến đường này. Cả đoạn đường dài thi công dở dang, ổ gà, ổ voi dày đặc, mưa thì ngập nước, nắng thì bụi bẩn, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nổ ra tay đấy thì vào mùa nặng lên thì xe cò đi lại thì bụi á, bụi mà bày vào thì quần áo sẽ không bận được ạ. Và cái đường này sẽ khó đi, không thể nào mà vào hổ tìm mua đồ được. Thì anh nhìn thấy đi qua đây thì anh biết đấy, còn dọc lên thì hắn sẽ khó lên hơn.
mà một khi trời mưa thì nước sẽ đọng lại vào những ổ ga này. Là tuyến đường liên xã với lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày rất đông, đặc biệt đoàn qua xã Phù Lưu có đến 3 trường học bám sát mặt đường. Thế nhưng với việc dự án chậm tiến độ, mặt đường chưa được hoàn thiện với những ổ voi ổ gà, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà theo phản ánh của người dân địa phương, thực trạng này đang làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm. Dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài trên 6,5 km, nối từ thị trấn Lộc Hà đi qua xã Thạch Mỹ đến xã Phù Lưu với tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng. Triển khai từ tháng 5 năm 2020 và theo tiến độ sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên cho đến nay, khi dự án đã quá tiến độ nhưng hơn 1 km vẫn chưa thi công xong, trong khi nhà thầu đã ngừng thi công từ trước Tết Nguyên đán 2022. Phải điều tra lại cái anh thầu này,